Vậy, thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, nội dung bài tin mừng vừa rồi, Chúa Giêsu có ý giảng dạy cho chúng ta hiểu được cái đòi hỏi của đạo đức Kitô giáo. Chúng ta không thể hiểu là có tính so sánh về cái số lượng. Thí dụ như chúng ta nhiều khi vẫn có cái tự hào không chính đáng lắm. Chúng ta cho rằng đã là một Kitô hữu thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái ưu tiên, chúng ta có những cái quyền lợi có sẵn hơn cả những anh chị em thuộc các cái tôn giáo khác. Và từ cái hiểu sai lầm này, chúng ta có thể bị cái cám dỗ là sinh ra một cái hình thức tự tôn mặc cảm về cái phương diện tôn giáo. Điều này đã từng xảy ra với dân tộc Israel, và đó họ đã phải chịu nhiều cái khiển trách, kể cả lời khiển trách của chính Chúa Giêsu. Và điều này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ cái chính nghĩa hay là cái thánh đức của Kitô hữu không phải dựa trên cái số lượng về những cái việc, những cái thành tích của chúng ta thi hành được, về những cái công trình đồ sộ có cái tính lịch sử. Dù không có gì sai nếu như chúng ta tự hào về những đóng góp của cái văn minh Kitô giáo chẳng những cho thế giới mà cho dân tộc quê hương đất nước Việt Nam. Trường học, bệnh viện và cái chữ quốc ngữ và nhiều cái lĩnh vực khác nữa, những cái mới là xuất phát từ một cái nền văn minh Kitô giáo. Tuy nhiên không vì thế mà chúng ta quên rằng để đi sâu vào cái chính nghĩa của Kitô giáo thì không phải là cái chỗ tự hào, đâm ra tự phụ và kiêu ngạo về những cái số lượng, mà còn phải đi sâu vào cái tinh thần, đi sâu vào ở trong cái phẩm chất. Phẩm chất ở đây đó chính là cái lòng của mỗi Kitô hữu. Chúng ta biết được một đàng thì chúng ta là những kẻ vô dục. Sở dĩ chúng ta được điều gì đó đáng kể, đáng được khen tụng, đó là vì lòng thương xót của Chúa, như tâm tình của Thánh Phaolô. Và chúng ta cũng biết được là không phải do công trạng của chúng ta mà Hội Thánh được xây dựng thành ra một cái cơ chế, thành ra một cái hình thức tổ chức được sự kính trọng của nhân loại, của thế giới, mà là chính từ cái công ơn của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã
thí mạng để chịu thương khó, chịu đóng đinh trên thánh giá. Chính công trình của Chúa Giêsu Kitô là điểm xuất phát cho tất cả những cái điều vĩ đại sau này trong hội thánh của Chúa. Chính Chúa, chứ không phải là người phàm, có thể làm ra những cái điều kỳ diệu mà cái nhân loại đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và vì vậy, chúng ta cũng cần phải hết sức lắng nghe lời dạy của Chúa và thành tâm để kiểm soát lại, để mà điều tiết lại tất cả những cái suy nghĩ hay là ngôn từ và thái độ sống của chúng ta. Nếu mà công bằng để mà nói, thì cái lòng thủy chung của cái dân Do Thái của cái thời của ước sẵn sàng chết cho lệ luật của Chúa thì chắc chắn là phải đáng khâm phục hơn là cái thái độ của Kitô hữu. Đôi khi chúng ta nhân danh bác ái, chúng ta nhân danh cái đối thoại hay cái hòa giải để che đậy những cái yếu đuối, che đậy những cái hèn nhát của chúng ta khi cần phải lên tiếng, khi cần phải có hành động thích ứng để làm chứng cho đức tin của chúng ta, như lời Chúa dạy trong cái dụ ngôn về ánh sáng, muối và men cho đời. So với những anh em các tôn giáo bạn, thì xét về cái phương diện chúng ta thủy chung với luật pháp, có lẽ chúng ta không thể sánh được với anh chị em Hồi giáo. Khi mà những anh chị em Hồi giáo để bảo vệ thánh danh của Thiên Chúa mà họ tôn kính gọi là Đấng Allah, thì chúng ta chắc chắn thấy mình hãy còn kém xa anh chị em Hồi giáo về phương diện bảo vệ thánh danh của Chúa, bảo vệ lề luật của Chúa. Chưa kể là cái cuộc sống của chúng ta đôi khi là phản chứng ngược lại với những cái lời mà chúng ta đôi khi đã nói có vẻ như là lớn giọng để rao giảng cho người khác, còn mình thì bằng chính cuộc sống lại đi ngược lại với những cái điều mà Chúa đã giảng dạy. Và nếu xét đi theo cái chuẩn mực sống luân lý và khắc khổ với những cái kỷ luật tu trì của anh chị em Phật tử, như thí dụ như là cái việc giữ chay trường cả đời, không bao giờ dùng đến những cái thức ăn mặn, ý nói thịt cá, thì làm sao Kitô hữu chúng ta dám bị sánh kịp để cuối cùng là chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu nói nước trời sẽ không đón nhận Kitô hữu nếu như cái thánh đức, nếu như chính nghĩa của Kitô hữu không vượt trội được cái chính nghĩa của những ông luật sĩ và biệt phái, hiểu rộng ra là cả anh chị em tôn giáo bạn không phải là Kitô hữu. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được giáo huấn của Chúa, và xin Chúa cũng thêm sức mạnh cho chúng ta biết thật sự sống những giá trị của Kitô giáo. Xin Chúa phục sinh và xin Thánh Thần của Chúa phục sinh giúp cho chúng ta biết khiêm tốn hơn, để nhận ra mình hãy còn rất nhiều cái thiếu sót và lỗi lầm so với cái lý tưởng cao vời của Kitô giáo, so với những cái giá trị vĩ đại của Kitô giáo. Lẽ ra chúng ta phải là những người tiên phong, những người đi hàng đầu, chẳng những trong cái việc giới thiệu các giá trị đó mà còn trong cái việc sống các giá trị đó. Nếu anh chị em không sống được cái chính nghĩa của Kitô giáo hơn những cái anh chị em tôn giáo khác,
gì khó lòng, anh chị em có thể đạt đến hạnh phúc nước trời. Xin cảm ơn anh chị em.